chào quý thính giả, đây là Thanh Vân từ Tin Bình Minh. Hôm nay là thứ Tư, ngày 23 tháng 9, 2015. Thanh Vân xin chào đón một ngày mới an lành. Chúc quý thính giả có một ngày thật là vui vẻ và thoải mái. Sau đây là những tin cần biết. Berlin, trong cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Đức, Ngoại trưởng Kerry loan báo, Hoa Kỳ sẽ nhận 85.000 dân tị nạn năm tới và nhận tiếp 100.000 người trong năm 2017, tuy không bằng đề nghị của giới tranh đấu. Sự gia tăng từ dự kiến 70.000 người năm 2016 không gồm tất cả là dân Syria. Trước đây, Bạch Ốc loan báo sẽ nhận thêm 10.000 người tị nạn Syria trong 2 năm tới. Trả lời câu hỏi tại sao không thể nhận hơn, ông Kerry cho biết, đó là nhu cầu kiểm tra an ninh sau biến cố 11 tháng 9, 2001 và thiếu ngân sách do Quốc hội chuẩn chi. Ngoại trưởng Kerry nói rõ, chúng tôi làm những việc có thể quản trị và kiểm soát tức thì. Các nhà lập pháp tại Capitol Hill nhanh chóng tỏ quan ngại về nguy cơ trà trộn quân khủng bố ISIS. Hà Nội, ông Trần Anh Kim bị bắt hôm 21 tháng 9, 2015, đưa đi đâu chưa rõ. Tin này đăng ở trang Facebook Ngô Duy Quyền và ngay lập tức được đăng nhiều ở trang về nhân quyền. Bản tin này viết, chúng tôi vừa nhận được cú điện thoại khẩn từ bà Thơm, vợ của cụ tù nhân lương tâm Trần Anh Kim ở Thái Bình cho biết, khoảng 10 giờ sáng hôm nay khi bà đang làm việc ở cơ quan, thì một đám mật vụ công an tới cưỡng bức đưa bà về đồn công an tại thành phố Thái Bình và giữ bà lại đó cho tới 5 giờ chiều chúng mới đưa bà về nhà. Về đến nhà, đám mật vụ có sẵn chìa khóa mở cửa để bà vào. Trước cảnh tượng nhà cửa tan hoang sau cuộc lục soát, máy tính và một số đồ đạc đã bị lấy mất mà không thấy chồng đâu. Bà rút máy điện thoại định gọi cho ông Kim thì liền bị đám mật vụ cướp mất trong tiếng phản đối vô vọng. Bà nói rằng, có thể ông Kim đã bị mật vụ công an khám nhà, bắt đi từ buổi sáng, và trong thời gian đó, chúng sách nhiễu luôn cả bà, đặng không để bà đưa tin và tiện khung bổ, tinh thần luôn. Số điện thoại mới của bà Thơm 0169 562 2739. Khẩn mong quý cô bác anh chị em quan tâm, truyền tin kịp thời, đặng phần nào nâng đỡ tinh thần cho vợ chồng ông Kim đang trong tình cảnh bị khủng bố. Đó là những tin đáng chú ý trong ngày. Chúng tôi hẹn gặp quý thính giả Tin Bình Minh vào ngày mai. Thanh Vân hy vọng một ngày thật đẹp sẽ đến với quý vị.